Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, World Cup nữ 2023 đã đi tới những cái trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ. Và sau các trận đấu ở vòng bán kết thì những đội bóng ưu tú nhất đã giành vé vào chơi ở trận chung kết, đó là đội tuyển nữ của Tây Ban Nha với đội tuyển nữ của Anh. Và trận tranh hạng 3 sẽ là cuộc so tài của chủ nhà Australia với đội tuyển nữ của Thụy Điển. Có thể thấy rằng đây là bốn cái đội bóng đã thi đấu rất tốt ở những cái vòng đấu trước, những cái trận đấu trước để mà góp mặt ở những cái vòng đấu này. Và cũng có chút tiếc nuối khi mà đại diện của nước chủ nhà là Australia đã không thể tạo nên cái bất ngờ khi mà để thua đội tuyển nữ của Anh. Trong khi đó thì đội tuyển nữ của Thụy Điển cũng có lý do để mà tiếc nuối khi mà thất bại trước đội tuyển nữ của Tây Ban Nha. Tuy nhiên nhìn về mặt bằng chung thì đội tuyển nữ Tây Ban Nha và đội tuyển nữ của Anh xứng đáng vào chơi ở trận chung kết, bởi vì họ đã thể hiện được cái bản lĩnh của một đội bóng lớn và thể hiện được cái lối chơi đĩnh đạc và khả năng kết liễu đối thủ rất là ấn tượng, đặc biệt là trường hợp của đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Ngoài trừ cái trận thua đội tuyển nữ Nhật Bản với tỷ số 0-4 ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng mang tính chất thủ tục ra, thì ở những trận đấu còn lại thì đội tuyển nữ của Tây Ban Nha đều thi đấu rất là tốt, thể hiện được cái phong thái của một ứng cử viên nặng ký nhất cho cái chức vô địch. Họ đánh bại Thụy Sĩ, đánh bại Hà Lan và sau đó quật ngã cả Thụy Điển, toàn những đội bóng mạnh thôi, và đối thủ họ là đội tuyển nữ của Anh trong cái trận chung kết. Thì theo lịch thi đấu của World Cup nữ 2023 thì trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 8, và trận tranh hạng 3 sẽ là cuộc so tài của Australia với Thụy Điển vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 8, tức là ngày mai. Chúng ta cùng nói qua một chút về các trận đấu này. Ở trận đấu giữa Australia và đội tuyển nữ của Thụy Điển thì Australia về cơ bản là vẫn bị đánh giá thấp hơn đội tuyển nữ của Thụy Điển, bởi vì là cái thực lực, nhìn cái thực lực và chất lượng hình của Australia yếu hơn, và cái chiều cao trung bình cũng chưa thể không so sánh được với đội tuyển nữ của Thụy Điển, đúng không ạ? Và thực tế mà nói thì những gì mà đội tuyển nữ Australia thể hiện ở cái giải đấu năm nay thực sự là rất là ổn, khi mà họ đã ở vòng bảng thì lách qua khe cửa hẹp, lách qua khe cửa tử, phải buộc phải thắng ở trận đấu với Canada mới có vé đi tiếp, đúng không ạ? Thì họ đã thắng, sau đó thì đã cột ngã những cái đối thủ mạnh để mà tiến vào tới cái vòng bán kết. Rất tiếc là không thắng được đội tuyển nữ của Anh, vì đội tuyển nữ của Anh quá khác biệt và họ đã chơi quá là tốt. Và gặp đội tuyển nữ Thụy Điển này cũng là một cái thử thách rất lớn, không kém gì đội tuyển nữ của Anh đâu, cho nên là sẽ rất khó cho đại diện của đội chủ nhà. Và đây là một cái trận đấu mà có thể nói rằng là hai đội sau khi thua ở bán kết thì cũng rất là muốn giành chiến thắng ở trận tranh hạng 3 này, nhưng thì cái tinh thần sau cái thất bại ở vòng bán kết nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cả hai đội luôn. Và có chăng thì đội chủ nhà sẽ có thêm cái chút động lực từ phía các cổ động viên, đúng không ạ? Đội tuyển nữ Thụy Điển vẫn được đánh giá cao hơn, và nếu như đội tuyển nữ Thụy Điển chơi đúng năng lực của mình thì nhiều khả năng đội bóng này sẽ thêm một lần nữa về ba ở World Cup nữ tại một kỳ World Cup, và họ sẽ, với quan điểm cá nhân của mình thì đội tuyển nữ của Thụy Điển sẽ giành được cái chiến thắng trước đội tuyển nữ của Australia để mà giành cái hạng 3 ở World Cup nữ 2023. Trong khi đó thì đội tuyển nữ Tây Ban Nha với đội tuyển nữ của Anh là cái trận đấu của kẻ tám lạng và người nửa cân đấy, bởi vì đây là hai đội bóng mạnh ở thời điểm hiện tại của thế giới và của châu Âu, đúng không ạ? Tây Ban Nha với nòng cốt là những cầu thủ của Barcelona đã lên ngôi chức vô địch Cúp C1 châu Âu mùa giải vừa qua với cái lối chơi tiki taka ban bật rất là đẹp mắt. Thực sự nhìn Tây Ban Nha mà đá thì chúng ta thấy rằng là không khác gì những cầu thủ nam đá cả, đá ban bật, tấn công rất là đa dạng, bước một bước miết chuyền bóng và chuyển khai tấn công rất là bài bản. Thực sự rất là hiếm những đội bóng nào mà ở World Cup nữ từ trước đến nay mà đá được cái lối đá mềm mại và nó lại có tính sát thương tốt như đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Tất nhiên trong một số trận đấu, một số trường hợp thì Tây Ban Nha vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là ví dụ như trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản chẳng hạn, thì vẫn có những cái sai số nhất định để khiến cho Tây Ban Nha gặp khó khăn và nhận bàn thua trước, sau đó gục ngã. Nhưng mà về cơ bản cái lối đá của Tây Ban Nha rất là đồng bộ và các tuyến rất là đều nhau. Các vị trí thì đều có những cầu thủ dự bị và cầu thủ chính rất là hay và thay thế nhau mà không bị chênh lệch nhiều. Cho nên là những cái trận đấu mà khi mà huấn luyện viên họ thay người vào thì đều phát huy được những cái hiệu quả, đặc biệt là cầu thủ số 18 của Tây Ban Nha vào hai trận đấu liền ở trận đấu với Hà Lan
và trận đấu với Thụy Điển thì đều ghi bàn. Đây là cầu thủ rất là khỏe và đá cũng dứt điểm rất là tốt. Thì đây là một cái mũi tên mà có thể khiến giúp cho đội tuyển nữ Tây Ban Nha có thể đánh bại bất cứ đội bóng nào đấy. Tuy nhiên gặp đội tuyển nữ của Anh sẽ là một bài toán không hề đơn giản đâu. Ở những trận đấu trước thì chúng ta thấy rằng những đối thủ như Hà Lan và Thụy Điển dù họ thua nhưng họ vẫn gây ra những khó khăn cho Tây Ban Nha ở những cái thời điểm mà đội bóng này xuống sức. Chỉ tiếc rằng là những tiền đạo của Thụy Điển và đặc biệt là Hà Lan, cầu thủ số 7 của Hà Lan là tận dụng cơ hội không tốt cho, chứ nếu không thì Tây Ban Nha cũng chưa biết thế nào, đúng không ạ? Mặc dù vậy thì với những gì mà đội tuyển nước Anh thể hiện và trận đấu tới đây họ sẽ đón James trở lại, cầu thủ mà bị treo giò sau cái hành vi chơi xấu ở trận đấu Nigeria, thì sẽ trở lại sẽ giúp cho cái hàng công của đội tuyển nữ của Anh nó có thêm cái sự đột biến hơn, và cái sự càn lướt của James bên hành lang cánh trái thì nó sẽ khiến cho cái cánh của Tây Ban Nha sẽ bị khoét và khả năng sẽ không leo biên được nhiều đâu. Và khi mà một biên bị liệt thì cái khả năng tấn công nó sẽ bị không được đồng bộ nữa và sẽ rất khó. Và đây là trận đấu mà mình nghĩ rằng đội tuyển nữ của Tây Ban Nha sẽ gặp đối thủ khó khăn nhất ở cái World Cup năm nay. Tất nhiên trong trận chung kết thì đương nhiên điều đó xảy ra rồi, nhưng mà về cơ bản thì Anh sẽ là đối thủ khó chơi nhất so với những cái đối thủ mà đội tuyển nữ của Tây Ban Nha đã trải qua, vì Anh là đội bóng mà chơi phòng ngự phản công rất tốt mà chơi tấn công cũng rất hay, họ đá rất đa dạng và tùy từng đối thủ mà nó áp dụng cái đấu pháp khác nhau. Và gặp đội tuyển nữ Tây Ban Nha thì mình nghĩ rằng đội tuyển nữ của Anh sẽ chọn cái thời điểm để mà bung sức, chứ nếu như mà chơi tấn công với đội tuyển nữ Tây Ban Nha thì chẳng khác nào chơi dao cả, bởi vì Tây Ban Nha là đội bóng có cầu thủ có nền tảng kỹ thuật rất là tốt, cho nên là chơi mà để mà chơi kiểm soát bóng và chơi tấn công thì họ sẽ rất thiệt, vì họ có kỹ thuật tốt hơn. Nói gì thì nói, những cái phẩm chất kỹ thuật của những bóng đá, những cầu thủ bóng đá nam hay là nữ của Tây Ban Nha thì cái phẩm chất kỹ thuật vẫn tốt hơn những cái đại diện khác ở Anh cũng như là ở cái châu Âu này, rất là kỹ thuật, cho nên là phải lưu ý, đúng không ạ? Đá tấn công là nguy hiểm, và Tây Ban Nha mình nghĩ rằng ở trận đấu này họ vẫn sẽ áp dụng cái lối đá tấn công thôi, nhưng mà có điều rằng là đây là trận đấu sẽ rất quan trọng mà đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ không được phép mắc sai lầm, bởi vì từ trận đấu gặp Nhật Bản đến giờ thì đội bóng này trận đấu nào cũng để thủng lưới. Đây là một cái báo động đấy, bởi vì với một đội bóng mà đua chức vô địch thì việc giữ sạch lưới là điều quan trọng không kém khi mà ghi bàn, vì ghi bàn được mà không giữ được bảo vệ thành quả thì nó sẽ xuống tinh thần rất là nhanh. Đấy, đây là cái trận đấu mà đội tuyển nước Tây Ban Nha phải cải thiện được cái hàng thủ của mình. Nếu như hàng thủ mà chơi vẫn mắc những cái sai lầm như ở mấy trận đấu gần nhất ấy, thì sẽ bị đội tuyển Anh trừng phạt ngay, và mình cũng nghĩ rằng đây là trận đấu mà đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng sẽ không giữ được sạch lưới đâu, và trong trường hợp mà họ để thua trước là cũng sẽ rất gay go đấy. Nhưng mà về cơ bản nếu như xét chiếu theo năng lực và những gì mà hai đội bóng này thể hiện từ vòng đấu bảng tới trận chung kết thì mình vẫn nghiêng một chút về cái khả năng Tây Ban Nha có thể giành chức vô địch được, thì chúng ta cùng chờ xem đội tuyển nữ Tây Ban Nha sẽ làm được gì ở cái trận đấu này, và liệu rằng họ có thể lần đầu tiên lên ngôi vô địch được không. Nếu như Anh hay Tây Ban Nha lên ngôi thì họ cũng đều là lần đầu tiên và đều là lịch sử cả, thì do đó trận đấu sẽ rất hấp dẫn và kịch tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận tranh hạng 3 cũng như là trận chung kết thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất về lịch thi đấu, bảng xếp hạng cũng như là tin tức bóng đá được cập nhật liên tục trên kênh YouTube Thuật Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.